Dịch Dương cũng lừa Hằng Du một, nhưng các thằng bố thấy gì livestream mệt là bèn bui để tắt. Nó dụ em đó mọi người, nó kêu là thằng cu Út đói rồi, thằng cu Út dậy rồi để cho Hằng xuống live đó mọi người, chứ mà nó thấy Hằng ngồi lâu nó sợ đau. Từ lâu đã xem mẹ kế như mẹ ruột, nhiều lần vô thức gọi Hằng Du một là mama. Nó phải xem hay rồi. Nó kêu Hằng ăn đẹ đi, coi Hằng gầy nhom, nó kêu em vậy đó mọi người. Ổng gọi mama chứ không phải gì hay gì á. Tôi nghe ra là mẹ ăn nhanh đi, kiểu mama quy sự. Dịch Dương em cảm nhận là thường Hằng lắm nha, coi như mẹ vẽ á. Dù hơi báo nhưng hiểu chuyện số 1 thay vì chăm hai em trai. Cơ cao không được về với Hằng Du Mục, Tung Bằng sẽ quyết giành quyền nuôi con ruột. Mình chẳng ai về tự do, trả cuộc đời mình tự do, từ sát thương quay lưng hóa người xưa. Không chỉ Tung Bằng, Dịch Dương cũng đã từng nhiều lần lừa Hằng Du Mục, nhưng khác với cha, anh chàng nói dối mẹ kế hoàn toàn là vì mục đích tốt. Cụ thể, mỗi khi thấy Hằng Du Mục lên live quá lâu, Dịch Dương đều sẽ giả vờ xảy ra chuyện để khiến người top top cười tắt live. Các lý do được anh chàng dùng thường là em bé tỉnh giấc, em bé đòi ăn, em bé tìm mẹ. Dù bị con riêng gạt nhiều lần nhưng Hằng Du Mục hầu như vẫn mắc bẫy. Ngoài việc lo lắng cho con trai Út, cô cũng luôn tin tưởng Dịch Dương nhà mình. Khi hiểu được nguyên nhân mà Dịch Dương lừa mình, được top top cười lại càng cảm thấy yêu thương anh chàng hơn. Đối với Dịch Dương, từ lâu anh chàng đã xem Hằng Du Mục như mẹ ruột. Thời điểm gặp Mỹ Nhân Việt Nam, Dịch Dương vẫn chỉ là một cậu bé, nên khi được Hằng Du Mục yêu thương, chăm sóc như con ruột, anh chàng cũng vô thức xem cô làm mẹ thân sinh. Có lần, khán giả còn phát hiện Dịch Dương gọi mẹ cái là mama, thay vì gọi IG, trái ngược với khi ở gần bố. Những lúc Dịch Dương livestream cùng Hằng Du Mục, cậu cũng luôn thoải mái cười đùa. Anh chàng để mẹ cái làm đủ mọi trò từ trang điểm, buộc tóc. Thậm chí, Dịch Dương và anh trai Nhất Dương của mình còn không ngại ăn đồ thừa của Hằng Du Mục. Những lúc Hằng Du Mục bị chồng tương tác, dù không phải con ruột nhưng Dịch Dương vẫn sẵn sàng lao vào bảo vệ mẹ kế. Là một cậu bé lớn lên từ những mâu thuẫn của bố mẹ, từng chứng kiến cảnh bố tác động vật lý mẹ ruột, giờ đây khi trưởng thành, Dịch Dương đã dũng cảm lao vào cứu mẹ kế. Hành động này cũng đủ để chứng minh tình cảm của Dịch Dương dành cho Hằng Du Mục lớn đến thế nào. Tuy nhiên, trong phiên tòa ly hôn ngày 20 tháng 8 sắp tới, có nguy cơ Dịch Dương sẽ không thể về ở với Hằng Du Mục. Lý do là vì anh chàng không cùng huyết thống với mẹ kế, là chưa đủ 18 tuổi nên không thể tự quyết định việc sẽ đi theo ai. Vì vậy, việc đấu tranh giành quyền nuôi con của Hằng Du Mục sẽ vô cùng khó khăn. Hiện tại, Hằng Du Mục đã thu dọn đồ để ra ở riêng cùng hai cậu con trai ruột. Cô cũng mong muốn mang Nhất Dương, Dịch Dương đi theo mình. Hằng Du Mục viết trên trang cá nhân, giờ chỉ còn Hằng và gia đình Hằng mới là hậu phương, là bến đỗ cho hai đứa thôi. Nhất Dương đã đủ tuổi trưởng thành và đủ quyền lợi lựa chọn theo ai, Dịch Dương mới 17. Cuộc đấu tranh này biết là gian nan, nhưng Hằng sẽ cố vì tính cách Dịch Dương rất mạnh mẽ, không thể để thằng bé sống trong một môi trường độc hại để trở thành một Tôm Bằng thứ hai được. Cô cũng tiết lộ, mấy ngày nay hai đứa nó sống trong nơm nớp với Hoàng mà phải không? Sợ Hằng sẽ bỏ hai đứa nó phải không vậy? Phát đầu từ tầng 3 lên xuống mệt bở, hơi tay mồ hôi nhễ nhại mà mặt nó hớn hở lắm, cười nói khanh khách suốt buổi. Hằng sẽ tiếp tục kiên định và chiến đấu mang đến sự bình yên cho các con và bản thân Hằng. Có thể thấy, Nhất Dương cũng rất sợ hãi bố và mong muốn được đi theo Hằng Du Mục. Hiện tại, khán giả Việt đều vô cùng lo lắng cho nữ top top cơ và mong năm mẹ con đều bình an trong những ngày sắp tới. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.